Pin nuôi nguồn giới thiệu dòng sản phẩm pin Lantern 6V của hãng Energizer với mã sản phẩm N529 hoặc có mã tương tự khác là 4R25 hay còn gọi là pin 4R25. Dòng sản phẩm này là Industrial của hãng Energizer, pin Alkali kiềm không sạc. Pin này có tuổi thọ cao gấp 2 gấp 3 lần pin dòng Heavy Duty 4R25 của các hãng khác. Sản phẩm với kích thước khoảng 68mm x 68mm x 15mm cho một viên và cân nặng khoảng 700g, điện thế là 6V, được sản xuất chính hãng Energizer và công ty Tràng An nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về với hai lò xo trên đầu. Đây là một dòng sản phẩm pin chuyên dụng dùng cho các thiết bị tàu biển hoặc các thiết bị đèn chiếu sáng. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao, tính phí giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi số 0909 911096 hoặc 0903 352 340, truy cập website pinnuinguon.vn hoặc pinnuinguon.com. Xin cảm ơn.